Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số khi NASA sẽ có bài phát biểu về CTO and Service, cách thúc đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp hiệu quả. Xin trân trọng kính mời ông. Và vai trò
CTO phải là trong doanh nghiệp. Ở đây tôi cũng chặn lại ra 13 tôi nhận được 2 website. Có một cái chuyển nhau, hai sợi chuyển nhau vẫn khá là nhau để nhận ra được là cái rất nhiều, thì muốn tìm hướng rất nhiều. Đây là vai trò của CTO, chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải cứu toàn bộ cái công nghệ của trong sản phẩm. Tất nhiên sản phẩm là sản phẩm có tính giá hoặc là dựa trên công nghệ. Chứ còn cái sản phẩm chẳng tính giá thì mình không sử dụng tính công nghệ, nó cũng chẳng dựa trên công nghệ nào cả. Thì nó phải rất nhiều. Tất cả sản phẩm là phải tòi hết, cái sản phẩm này có thể dùng công nghệ làm nhiều hơn, không có thể dùng công nghệ làm nó nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn, rẻ hơn không, là được chịu được. Thì trong toàn bộ thương hiệu người ta có thể kê ra được ở đây. Thì có cái việc mà người ta nói rằng đây là cái chủ yếu, cái tâm điểm của ông CEO, ông CIO. Nếu như còn lại, nó có thể ra cho nhiều công ty, CIO cũng đã. Thì có việc này, người ta nói là nên làm cho một sự kiện của chuyên nghiệp và chuyên nghiệp xác định. Thế là một hành chiến lược liên quan đến các trường hợp và các mối quan hệ khách hàng. Nghĩa là tất cả các mối liên lạc với các đối tượng bên ngoài của công ty dựa trên nền tảng công nghệ. Anh chỉ CEO này phải là người cầm chỉ. Anh ấy phải dựa vào khách hàng yêu cầu dữ liệu hay là sản phẩm hay là dịch vụ được chuyển giao trên các nền tảng số như thế nào, tiêu chuẩn của nền tảng số là gì để sản phẩm thì mình có thể tính như nó được thông qua các nền tảng tương thích của cái yêu cầu này. Anh cũng cần phải biết là các nhà cung cấp đầu vào của mình, các nhà đầu tư của mình, người ta chấp nhận được tiêu chuẩn nào để giao dịch với mình trên các nền tảng số, tận dụng các nền tảng như này. Cho nên cái việc của anh CEO này, cái vai trò quan trọng nhất của mình này là mình vừa phải giúp cho công ty sử dụng được tất cả các nguồn lực, các điều kiện bên ngoài, cả là đầu ra để giúp cho hoạt động công ty phát triển, tăng trưởng ổn định, tập trung lại sản phẩm theo một mức giá trị. Ở đây sáng nay thì sáng nay các anh chị tham dự cái hội thảo sáng nay có một cái bài trình bày là của Elon Việt Nam, trong đó các anh chị Elon có trình bày cái phản của tổ chức giúp cho những công trình thành chuyển đổi số. Tất cả những công trình đấy các anh chị có thể tìm được bằng cái bài đó trên cái kho phát biểu của ban tổ chức qua phố mình lấy thôi. Không phải là không phải một chủ đó điểm ra cái quan cái thời đô chủ đấy. Nó nằm trong phạm vi phụ trách của nhà này. Nhưng có các công ty nó muốn chuyển đổi số một cách an toàn, nhanh chóng, bền vững và tăng trưởng thì vai trò của CEO là không được thiếu. Thì anh ấy làm cái gì? Nếu như là một chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp để tự động đã khả năng một chuyển số công cụ số đơn giản thì rõ ràng như thế tự nhiên không là anh chị hôm nay cũng đã phải là người cầm dịch, người dẫn đầu tất cả các bên đấy. Nếu bây giờ chúng ta nói là anh chị yêu phải làm gì cho việc xây dựng phát triển chiến lược chuyển đổi số trong cái việc đưa chuyển đổi số đúng vào tất cả các công việc này thì mình có thể nói một ngày, hai ngày, một tuần hết. Tôi nói sẽ một chuyện một kiến tạo, tôi nói sẽ có 10 điểm. Mời người khác cũng có thể nói thêm 10 điểm nữa. Thì một người khác có thể nói thêm 10 điểm nữa, có thể nói một tuần, một tháng. Người tôi sẽ chỉ cách, chỉ là cách nôm na bằng tóc hết. Ngầm hết, đối với lại, và không biết một số nhà thì tôi phải dẫn đỡ. Mình xoay được lại thôi. Mình dùng cái phương pháp là phương thức theo kiểu PCL. PCL là phương pháp rất là phổ biến và tôi nghĩ là dễ hiểu. Thế đối với các người dùng chuyển đổi số thì anh xin mô lại làm cái gì? Ví dụ là plan cái này đây chuyển đổi số, chọn các chuyển đổi số. Google cái này thực thi, giám sát thực thi các chuyển đổi số. Check.
Đấy là đối chiếu kết quả thì cũng có kỳ vọng. Kỳ vọng ở đây, tôi nhắc lại kỳ vọng ở đây là với người ra công việc của anh ấy để làm cái này. Đó là bao gồm công việc phối hợp chặt chẽ của kinh doanh. Và tất nhiên cả thế có sản xuất và sản xuất nữa. Và điều chỉnh chuyển đổi cho anh ấy là một cái khác. Và tôi chuyển số là phải tâm những cái công việc này không có chỗ kết thúc. Đó là bằng dốc mà tươi leo lên, cả đoàn trả được cái gì. Đấy là được. Chuyển đổi cho chung là như thế, chuyển số là cả thế. Đấy, như thế là tôi muốn xin mời nó tắt là vai trò của CTO trong tổ chức và sự cần thiết của vai trò như vậy trong tổ chức. Cũng như là đối với các việc đã quan tâm hiện nay là chuyển đổi số, là thế nào sử dụng các công nghệ số, như chuyển đổi số, thay đổi mô hình kinh doanh, thay đổi cách thức kinh doanh, phản có thực hiện, ta có thể thấy những người đánh vai trò thực vô, chủ trách hoặc là thật có người thiết nhiên làm thực vô không thể nào phản có vai trò thực. Nếu không có người dẫn đầu những nhân cho công việc này thì có thể trước mà không sợ sai và các kế hoạch của chúng ta chẳng qua là đánh trận tư giới và là một trận đánh nước. Thế ta nói chuyện CEO hay là ai? Thế là nói với chúng ta cái CEO hay là ai? Tôi có thể chọn ai cái CEO trên đường. Đó là biết CEO là như thế nào? Người là chọn người mình lấy ở đâu ra để làm việc mình có ba cách để tạo dựng một cái vai trò như là CEO của trong tổ chức. Cái thứ nhất là dùng mật độ, cái thứ hai là dùng người ngoại nhân, cách thứ ba là dùng chủ vật. Ba cách này khác nhau, điểm bắt đầu yếu. CTO thì nội bộ như đây, lấy công ty là một gia đình thì CTO chính là tôi là chủ công ty, tôi là chủ gia đình thì CTO có thể là vợ tôi, con tôi, cháu tôi, hay là họ hàng liên quan, đây là khác rồi, thành người trong gia đình. Tại đấy này tôi gọi là CTO. Theo một tác giả rất nổi tiếng cách đây 25 là Vinh Khôi. Các bạn hãy cùng cách một câu lý từ là vẫn nên nhận cách với đội trưởng, với doanh nghiệp, các bác chủ đề nghiệp. Là muốn làm từ tốt với nhạc và xây dựng được tổ. Thì sau khi mà chúng tôi khảo sát hàng trăm công ty trên thế giới, chúng ta thấy là công ty có thể trở nên vĩ đại nhất. Và công ty có thể tồn tại lâu rồi đều sử dụng các công cụ chủ chốt, nhân sự các công cụ chủ chốt. Là người công bố lên. Có thể thấy vàng vàng lên. Nhưng mà hầu hết trước ra đa số phải là người công bố lên. Đấy lý do là cái nguồn nội bộ này, cái nguồn trong gia đình, cái nguồn này là cái nguồn quan trọng nhất mà chúng ta phải hướng đến. Nếu chúng ta có sẵn thì chúng ta phải sửa. Nếu chúng ta có chúng ta không đủ trình độ CTO cho nó đi làm thì sau này phải làm CTO. Nếu có chúng ta không đủ trình độ CTO cho bạn đi làm thì sau này phải làm CTO. Nếu chọn được bạn không đủ trình độ CTO thì làm cho nó đi làm để cho nó sau này làm CTO. Học ở đâu? Ví dụ như là lúc mà trao đổi với nhau thế này, tôi nghĩ đây là một nơi để học trở thành CEO là CEO thành công, hay là học bằng người rất là đứng đầu ở trong các cơ quan người nhà nghề trong cái lĩnh vực sản phẩm khởi phát và cung cấp. Và một công việc quan trọng nhất của CEO, nó cũng quan trọng nhất CEO là gì, là phải kết nối với hệ cả các hệ nữa của kinh doanh để áp dụng những cái đấy để tận dụng công nghệ trong kinh doanh của mình. Như thế thì
cái việc sử dụng robot sẽ càng nhiều cái giải pháp mà người ta có thể đưa ra trong một giải pháp. Và chúng tôi thứ hai hoạt động và trong hiện nay người Mỹ có thể thấy là cargo đường sắt đã từng một lý quá người sắp hết nơi rồi thì cầu cứu thiết bị cho người của mình những người mà chúng tôi hoạt động là những người nảy dù của người khác và hay là có thể chúng tôi chuyên nghiệp có bề dày làm việc rất là quy tìm tay chúng tôi đi đâu một anh thợ chữa cháy đám cháy nào đấy cũng biết được một anh thợ bón thuốc chúng tôi vừa nào cũng được chúng tôi lên được anh ấy rất giỏi đây là một người như thế và lát nữa anh con chúng ta hãy gặp với con nên cái người này so với những người trong gia đình khác nhau. Nếu chúng ta thì chúng ta sẽ giữ được trường tồn. Chúng ta phải tiếp tục vào một lần nữa. Cái người này dù là người ta cũng ngồi chúng ta lâu. Những người này là tầm thường họ khác, mục tiêu của họ khác. Và họ tính cùng chúng ta trong một đoạn đường. Họ sẽ không đi cùng chúng ta về suốt cả trong con dốc và không có định hướng. Nếu chúng ta cần phải sự đột phá một cái cách mạng nhỏ nhỏ trong một cái kia thì chúng ta phải dùng một người người dùng một lính dù trước chiến đã được chứng tỏ chứng minh về tất cả khả năng lành nghề trong các lĩnh vực mà mình cần đến nhưng chúng ta phải thân trước làm ta sẽ không thành công. Có những người lính dù sẽ trở thành thành viên gia đình tất nhiên là có những cái đó là cái lợi ích mà chúng ta chỉ có thể biết được khi chúng ta đi cùng với họ có được khẳng định họ trở thành thành viên gia đình của chúng tôi hay là họ hòa hợp để trở thành thành viên của chúng tôi trở thành từ lính dù trở thành người đồng đội của chúng tôi cái nguồn thứ ba là kiếm CEO là ai tư vấn, đó chúng ta tư vấn rồi. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng chúng ta tư vấn là thực chất cái nguồn chỉ đạo. Chúng ta có thể có bài là chúng ta dạy cho chúng ta một số việc, chúng ta bày cho chúng ta một số việc. Nhưng rất là tư vấn là vô trách nhiệm. Anh ấy có thích của chúng ta trong hạn quy hấp đồng và đặc quyền. Chứ anh ấy không trách nhiệm của chúng ta là giúp chúng ta có sống sót được trong 2 năm đến 5 năm nữa. Nếu như đấy không phải là được thêm hơn. Anh ấy có thể đưa chúng ta một cái giải pháp rất là tốt, sử dụng rất là dễ, vô cao cũng như thức lệ. Nhưng mà cái giải pháp đấy biết có đem đến kết quả là sau 2 năm nữa thì doanh số của chúng ta sẽ gấp 10. Không ai làm chuyện đấy. Không nên tư vấn nào làm cam kết của sản. Thậm chí, tôi có công ty thì có công ty của tôi, công ty hiện tại. Chúng tôi triển khai ERP các tiêu người ta. Hôm nay là 16. Cái câu hỏi mà khách hàng hỏi chúng tôi cũng như là những công ty tiểu như tôi họ nghe hỏi nhiều nhất và không bao giờ trả lời là gì là những cái quan hơn không làm được không làm được trả lời cả tôi là người đưa ra trả lời nếu chúng tôi hoàn thành ra trả lời chúng tôi sẽ không trả lời việc đó chúng tôi sẽ như là cái anh muốn biết anh nhờ người khác để mình giải tôi cũng trả lời tất cả các anh đã luôn chuẩn bị đấy là cái hạn chế khi chúng ta được làm sao là rất được. Như đấy chúng ta dùng ba cái nguồn này kiếm một để tạo dựng vai trò CEO cho doanh nghiệp, xây dựng như một người gặp một người trong bộ, chưa đủ để yêu đấy, đủ dưỡng cơ đủ. Nếu là như vậy thì một dưỡng cái người ta đủ chín rồi thì rất là giàu người ta
Cái thứ hai, Chúa và ông đang là lính dụ thiên chính để vô này. Cái thứ ba, Chúa và ông đã thế thì cả ba cái này là có địa bàn yếu của ông. Cái cả chúng ta có thể xét được ở trong cái mùa của thủ số này. Khi mà có rất nhiều những cái bước ra, tôi không cấp chủ vụ cho thủ số. Tôi không cấp chủ vụ tư vấn cho thủ số nhân viên. Và nhân viên của chúng ta càng ngày càng sàng các nguyên số. Thì tôi nói cái mùa này, ta sư mùa thủ số thủ số. À, không chỉ có tâm đấy, không tìm là những cái bây giờ ta có thể mua software as a service, ta có thể mua một người để cài, một người để lại. Chúng ta có sử dụng các platform công nghệ, các nền tảng công nghệ, với cách là platform as a service, của nhà có thể thuê hạ tầng, với cách là infrastructure as a service. Và chúng ta có thể đẩy công việc mà ta đang làm ra ngoài, gọi là business as a service. Đây là một nút trang dưới đoạn các biết gọi là CPO as a service. As a service là ta không có thì ta mua. Cái gì cũng có đi thuê. Có một cái lột khỏi khái. Cái này hơi rất tính là có một cái bài thơ chú tả. Là không là giao lý vào phát triển, không làm được thuê. Thì tôi không muốn bài trò là không có bảo thuê. Và thuê thế nào? Thuê của ai? Mình nói rằng cái mình xài cái thuê thì thuê ứng dụng hoặc thuê vật. Thì trong trường hợp ứng dụng con thì thuê vật. Ứng dụng thì thuê là ông làm thôi một đường thời gian làm xuất vô người khác qua giá. Nếu mà ta sẽ thuê thuê vật. Khi thuê thuê vật thì mình thuê thế nào? Còn mô hình này là kết hợp với các nguồn lực đó. Ví dụ ở đây là những người cung cấp sử dụng các sản phẩm dịch vụ cung cấp giải cho Việt Nam. Thì nói ra là một chuyện nó thực ra là Việt Nam đưa chương trình ra để offer cho các nguồn lực đó rồi. Chúng ta thấy là nếu mà mình làm việc với người sử dụng đây Thực ra để bắt đầu làm chúng tôi. Khi như vậy chúng ta muốn một người bên ngoài làm hoặc là cái việc CEO as a service thì như một bên ra làm chúng ta kiểm tra lại kiểm đếm lại cái việc ta làm xem các bài chúng ta làm phù hợp với các môi trường số phổ biến ta làm gì và làm phù hợp với những cái đó anh ấy chúng ta hãy chuyển hóa lại. Những cái nào tới thì người ta được lên, cái nào chưa tới thì được chỉnh. Sau đó là cái cách học dựa trên cái đồ là tới, cái cách học xúc tiến sẽ tới. Bây giờ này thì anh ấy cùng chúng ta thực hiện. Thế xong rồi thì lại làm cái vòng rồi. Làm chết, là áp chết. Xong rồi có thể làm một cái thứ riêng đó. Đây. Cái việc này thì sao đâu? Nhiều vòng nó là làm từ vòng là học nhỏ là thôi. Tại sao? Tại vì mô hình này dù gì đến nữa cũng là mô hình tương đối và hai bên đều thành cùng nhau.
nhà đất bắt đầu sẽ đọc trước. Và mục tiêu của ta là không có con. Đã nên học về sẽ thành lại cái vòng nữa, thành lại cái to. Kết quả chúng ta đây là một trong kết quả mà tôi chứng được là kế hoạch chuyển đổi số đã quy định. Cứ không đánh giá các kết quả như một việc của anh chị kia trong kết thúc là đối chiếu kết quả với kế hoạch. Nhưng nếu chúng ta sử dụng CQS Theory thì việc đánh giá này lên cho chúng ta được quyền. Còn anh CEO phải vụ kiện thì chúng ta đánh giá chúng ta đã chứng được và đã vai trò của anh sẽ nặng kiểm chứng là làm sao chứ không nặng được tin việc thực thi ra là bằng người đối chúng ta thông qua các việc như thế này chúng ta sẽ đạt kết quả là để giới thiệu sự ngon của một người trong nhà trở thành sự ngon để từ đấy công ty có thể trường bộ và phát triển. Tại vì là sao cũng kho các nhà tư vấn các chuyên gia tư vấn sáng lập làm việc này nếu các anh chị các doanh nghiệp có những cơ hội số cần có người là chuyên đô phải chuyên đô đã sức sống cần thiết của tôi và chúng tôi sẽ giới thiệu các chuyên gia và các anh chị ta hợp nhau thì chi tiết. Đây là chị Đại Phương xin hết. Cảm ơn chị. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Vinasa.